Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình Aegis dạng một token HRT như các bạn. Để xem chương trình Aegis của Aegis mình mô tả. Program bấm nút start chatbot của mình. Chương trình Aegis này anh sáu mọi người nên các bạn gặp cái video làm nhanh các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Một token khoảng 2.5 đô chương trình. Này tích lưu ta, tích lưu B Q N G C chứ các bạn. Ở tích lưu B Q G C rồi xe luôn H B nha. XN rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh sẽ lên thường thường lệ như tất cả các bạn. Hai trên này 5 số kênh với ta 3 kênh 1 2 3 6 kênh các bạn join vào 6 kênh các bạn. Rồi em mua ti 4 5 các bạn chờ chút các bạn, mình vô này không muốn mỏi tay các bạn ơi. Con này tổng nguồn cũng có rồi các bạn bắt đáp lại các bạn kiểm tra các bạn tôi tên nào rồi, có chưa join các bạn join cho các bạn một kiểm soát là không trả tiền các bạn. Các bạn bắt đáp lớn các bạn. Phan các bạn, để mình vào mình coi các bạn. Nãy ai gấp, nãy mình dọn gấp quá mình không biết bao nhiêu người. Lót trong vòng ta. Giờ gấp mới ra mới có 196 người nha các bạn. Kênh channel luôn nè. 189 nè. Rồi, các bạn bấm vào nút submit đi tên các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join kênh group Kinseller thì các bạn cũng vào kiểm tra cho kỹ lên các bạn. Nếu các bạn join rồi thì các bạn bấm next tiếp. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn follow cô các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join 4 kênh này các bạn vào kiểm tra từng kênh một rồi các bạn. Này các bạn, nãy mình thiếu nữa các bạn, mình join thiếu nữa các bạn. Hai nè. Kênh thứ ba. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. Không, MMO Công Anh. Rồi các bạn mở địa chỉ cho link bờ gồ các bạn. Bạn nào không biết tự dí thì bắt cho mình riêng cho mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở cho điểm cho mình ra các bạn. Sao kỳ ta? Sao dưới trên link mình bị kỳ ta? Rồi các bạn copy đi dưới trên link mình các bạn. Cái dưới trên link mình bị gì không biết luôn. Rồi mình sẽ mình xử lý luôn các bạn. Rồi các bạn cũng gửi TC10 vào đây nè. Kèo ngon nha các bạn, kèo này là một kèo ngon nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Token nó sẽ cập nhật sau các bạn. Khi tham gia chương trình này các bạn sẽ nhận được một token khoảng 2.5 đô. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Con này tổng cung có 1.000 token hay gì các bạn.